四năm五五sáu liều liều bảy chi chi tám ba ba chín chiều chiều mười sử sử một giờ y điển y điển. Hãy chú ý từ y khi đi với điển, thanh ba đọc thành y. Nguyên tắc này đã được học trước đó. Chữ y khi đi với thanh bốn đọc thành thanh hai, còn khi đi với các thanh còn lại, phần lớn sẽ được đọc thành thanh bốn. Hay nói lại một giờ. Y điển. Bảy giờ. Chi điển. Bảy giờ sáng. Giáo sàng chi điển. Giáo sàng chi điển. Sáu giờ. Liều điển. Sáu giờ tối. Hoàn sàng liều điển. Hoàn sàng liều điển. Hãy nghe mười một. Sì. Mười hai. Sì ơ. Tương tự hay nói 13, 13, 14, 14, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 25 25 25 29 29 30 30 50 50 90 90 99 99 99 Bây giờ là từ phút. Phân. Phân. Từ này đã học trong từ ta bổ phân. 50 phút. 50 phân. 50 phân. 20 phút. 20 phân. 20 phân. 90 phút 90 phân 80 phút 80 phân 30 phút 30 phân 8 giờ 50 phút 8 giờ 50 phút 8 giờ 50 phút Hay nói phần lớn là 8 giờ 50 phút. Đa bộ phân sự 8 giờ 50 phút. Đa bộ phân sự 8 giờ 50 phút. Trường chúng mình là 9 giờ. Wǒmén xuě xiào shì jiǔ diǎn. Wǒmén xuě xiào shì jiǔ diǎn. Mấy giờ tan học? Chí điểm xa khờ. Chí điểm xa khờ. Mấy giờ vào học? Chí điểm sang khờ. Chí điểm sang khờ. Bây giờ là cách nói rưỡi trong giờ rưỡi. Bàn. Bàn. Âm Hán Việt là bán. Hãy nhắc lại rưỡi. Bạn. Bạn. Mười rưỡi, nguyên văn là mười giờ rưỡi. Sứ điểm bạn. Sứ điểm bạn. Năm rưỡi.
五点半。ba rưỡi. san điểm bàn. san điểm bàn. bảy rưỡi. chi điểm bàn. bảy rưỡi tối. Wǎn shàng qì diǎn bàn. Wǎn shàng qì diǎn bàn. Hãy chú ý trong tiếng Trung, khi nói về thời gian người ta nói lớn trước. Ví dụ 7 rưỡi tối nói là tối 7 giờ rưỡi. Wǎn shàng qì diǎn bàn. 8 giờ 50 phút sáng nói là sáng 8 giờ 50 phút. 早上8点50分. 早上8点50分. 10 giờ rưỡi tan học. 10点半下课. 10点半下课. 7 giờ vào học. 7点半上课. 7点半上课. Mấy giờ vào học? Chí điểm sang khờ. Mấy giờ tan học? Chí điểm xa khờ. Phần lớn là 8 giờ 50 phút. Đa bộ phân sư 8:50. Đa bộ phân sư 8:50. Đại học Đông Phương. 东方大学. Đại học Đông Phương, sáng 8 giờ vào học. Đông Phương Đại học, sáng 8 giờ vào học. Đông Phương Đại học, sáng 8 giờ vào học. Sáng 8 giờ. Sáng 8 giờ. 8 giờ sáng. 早上8点. 7 giờ sáng. 早上7点. 7 giờ sáng. 早上7点半. 早上7点半. 7 giờ sáng vào học. 早上7点半上课. 早上7点半上课. Hãy nghe cách nói quá sớm rồi. 太早了. 太. 太. 了. 了. 太. 了. Quá cái gì đó rồi. Quá sớm rồi. 太早了. Tốt quá rồi. 太好了. Muộn quá rồi. 太晚了. 太晚了. Ngon quá rồi, chỉ đồ uống. 太好喝了. 太好喝了. Bận quá rồi. Thải máng lợ. Vui quá rồi. Thải cao xinh lợ. Thải cao xinh lợ. Hãy nói, 7 giờ sáng vào học, sớm quá rồi. Zào sang 7点 sang khờ, tài zào lợ. 早上7点上课太早了. 7 giờ tối vào học, muộn quá rồi. 晚上7点上课太晚了. 晚上7点上课太晚了. Hãy nhắc lại từ trường học. 学校. 学. 学.
xào. Xào. Xuế xào. Âm Hán Việt là học hiệu. Xuế xào. Trường của chúng mình. Wǒ men xuế xào. Wǒ men de xuế xào. Trường chúng mình là 9 giờ. Wǒ men xuế xào shì 9 diǎn. Wǒ men xuế xào shì 9 diǎn. Học, học tập. Xuế, xuế xí. Xuế, xuế xí. Bên cạnh trường học. Xuế xào pháng biên. Xuế xào pháng biên. Bên cạnh nhà vệ sinh. Vệ sinh gian pháng biên. Vệ sinh gian pháng biên. Bên cạnh phòng học. Giáo sư pháng biên. Bên trái trường học. Xuế xào dùa biên. Bên phải trường học. Xuế xào yếu biên. Trường học ở Nhật Bản. Rư bẩn tờ xuế xào. Trường học ở Việt Nam. Việt Nam tờ xuế xào. Bây giờ hãy nghe tiếp đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe cách nói phim điện ảnh. Điện ảnh. Điện. Điện. Ảnh. Ảnh. Điện ảnh. Điện ảnh. Phim điện ảnh. Điện ảnh. Phim điện ảnh Việt Nam. Việt Nam điện ảnh. Việt Nam điện ảnh. Phim điện ảnh Trung Quốc. Trung Quốc điện ảnh. Trung Quốc điện ảnh. Phim điện ảnh của Nhật Bản. Nhật Bản của điện ảnh. Nhật Bản của điện ảnh. Hãy nghe từ bắt đầu. Khai sử. Khai. Khai. Sử. Sử. Khai sử. Khai sử. Âm Hán Việt là khai thủy. Bắt đầu. Khai sử. Khai sử. Mấy giờ bắt đầu? Chí điểm khai sử. Chí điểm khai sử. Phim mấy giờ bắt đầu? Điện ảnh chí điểm khai sử. Điện ảnh chí điểm khai sử. Phim bắt đầu rồi. 电影开